bất lực trước màn đánh nhau giữa đường của hai sóc bát Mỹ. Sao là sao? Cái nào lớp 7 mày đánh tao? Lớp 1 đến lớp 5 tao còn chưa sợ. Cái gì cái lớp 7 như mày? Hai em sóc bát Mỹ này không biết vì mâu thuẫn gì mà lôi nhau ra giữa đường để thanh toán lẫn nhau, báo hại nguyên một làn xe bị kẹt cứng vì tụi nó. Mãi một lúc lâu sau, hai em nó mới chịu tấp vô lề để cho người ta đi qua. Cơ mà có tấp vô lề thì tụi nó vẫn không má nào chịu nhường má nào hết. Mày làm sao mày ăn nè? Mày thích gì? Mày vào đi! Mày ăn nè! Mày ăn bố chưa đi? Mày làm sao? Đứa này nắm đầu đứa kia nắm cổ đứa này. Bầu không khí căng thẳng vô cùng luôn. Mâu thuẫn là có, nhưng sát thương thì bằng không. Nhìn từ xa còn tưởng tụi nó đang khiêu vũ không á chứ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.